Trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo cấp cao, đại diện hai quốc gia đã ký kết 17 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ngoài các hợp tác về thương mại, văn hóa, giáo dục hay du lịch, đôi bên còn đi đến các thống nhất hợp tác về lĩnh vực an ninh quốc phòng, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo. Về chính trị đối ngoại, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên giao lưu, tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Qua đó, không ngừng củng cố tin cậy chính trị và làm sâu sắc quan hệ cấp cao hai nước, cùng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực. Về quốc phòng an ninh, hai bên nhất trí nhận thức chung về tinh thần cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong quốc phòng an ninh, thúc đẩy hợp tác thực chất, chuyển giao công nghệ trong công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh hợp tác xử lý tội phạm xuyên quốc gia, phòng chống khủng bố, ứng phó với các thách thức an ninh trong khu vực. Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc, công ty hàng không vũ trụ Hàn Quốc Korea Aerospace Industry KAI đã ký biên bản ghi nhớ với Viện Hàng không Vũ trụ Viettel VTX, đơn vị phát triển, thiết kế và sản xuất thiết bị hàng không vũ trụ. Theo thỏa thuận này, KAI và VTX sẽ khám phá các thị trường tiềm năng cho nhu cầu về máy bay trực thăng tại Việt Nam và tích cực hợp tác trong việc phát triển và sản xuất cánh quạt. Trong tương lai, hai công ty có dự định thành lập một nhóm tư vấn cấp nghiệp vụ và ủy ban đánh giá để cụ thể hóa dự án. Trong ngành công nghiệp quốc phòng, người ta phân tích rằng hợp tác kinh doanh giữa KAI và VTX là giai đoạn tiền đề cho xuất khẩu Surion. Mặc dù hợp đồng xuất khẩu chưa được ký kết ngay lập tức, nhưng các cơ hội kinh doanh mới có thể được tìm thấy trong quá trình hợp tác giữa hai bên và điều này khả năng cao sẽ dẫn đến việc mua bán sản phẩm. Hoạt động thương mại của KAI cũng có thể sẽ dẫn đến việc xuất khẩu pháo tự hành Hanwha Aerospace K9, xe tăng Hyundai Rotem K2, hệ thống vũ khí LIG Next 1 và Hanwha Zhidam. Từ đó kỳ vọng vào việc Việt Nam sẽ nổi lên như một thị trường xuất khẩu mới cho các công ty quốc phòng Hàn Quốc cũng ngày một tăng lên. Hàn Quốc đang có tham vọng bán trực thăng Surion của mình ở Đông Nam Á, nên việc KAI bắt tay với Viettel để phát triển sản xuất trực thăng là một viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra. Sau chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc với hàng loạt MOU đã được ký kết là cơ sở để Việt Nam phát triển và củng cố trên nhiều lĩnh vực hơn trong tương lai. Trên mạng xã hội, Trung Quốc cũng xuất hiện hàng loạt video nói về sự hợp tác đầy triển vọng giữa Việt Nam và Hàn Quốc, nhất là khi Hàn Quốc có thể sẽ bán vũ khí và hợp tác sản xuất với Việt Nam. Những video này đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Hãy cùng xem bọn họ đã nói những gì nha! Trung Quốc chúng ta không thích vũ khí kém cỏi của Hàn Quốc. Máy bay chiến đấu của Hàn Quốc đã bị tên lửa Triều Tiên bắn hạ cơ mà. Người Hàn Quốc sẽ không thừa nhận điều đó đâu. Nhưng nếu bọn họ phối hợp với Việt Nam thì cũng chưa nói trước được điều gì. Hàn Quốc vốn nổi tiếng về công nghệ mà. Vì mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp, biết đâu bọn họ sẽ cung cấp cho Việt Nam một loại công nghệ hiện đại để nâng tầm nền công nghiệp quốc phòng của Việt Nam thì sao? Tình hình ngoại giao của Việt Nam đang ở giai đoạn rất đáng ngưỡng mộ. Bọn họ hết mua sắm tên lửa của Ấn Độ, được Ấn Độ tặng quà, mà giờ đây lại ký được những thỏa thuận với Hàn Quốc. Trung Quốc chúng ta hay chê bai Hàn Quốc, nhưng thực tế thì những gì chúng ta làm chỉ là những biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại. Tôi thực sự không biết chúng ta sẽ thể hiện điều gì khác. Rất nguy hiểm khi Việt Nam và Hàn Quốc bắt tay hợp tác sản xuất máy bay trực thăng. Có vẻ như Hàn Quốc đang có tham vọng rất lớn ở thị trường Đông Nam Á. Hàn Quốc phụ thuộc nhiều vào xuất nhập khẩu nên cần tìm kiếm sự hợp tác với các quốc gia có chuỗi công nghiệp không chồng chéo. Việt Nam là một sự lựa chọn hoàn hảo. Quốc gia này có vị trí địa lý chiến lược rất thuận lợi. Tại sao Việt Nam không mua vũ khí của Trung Quốc nhỉ? Chúng ta là hàng xóm với họ, chắc chắn sẽ bán cho họ giá rẻ hơn thị trường. Hàn Quốc là một cường quốc mà giờ lại cố gắng lấy lòng và muốn hợp tác với Việt Nam. Nhiều người có vẻ như không tin tưởng vào vũ khí của Hàn Quốc cho lắm, nhưng trên thực tế thì bọn họ có công nghệ hiện đại vô cùng. Chúng ta nên tỉnh táo xem thử tình hình như thế nào để còn biết đường mà tính. Trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh và công nghiệp quốc phòng. Đáp lại, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng cho biết ông sẽ xúc tiến trao đổi với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong việc thay thế các máy bay trực thăng quân sự cũ của Việt Nam. Việt Nam trước đây phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực quốc phòng, nhưng điều đó có thể sẽ thay đổi trong tương lai, nhất là khi Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt được khá nhiều thỏa thuận khả quan. Ngoài lĩnh vực quốc phòng, Hàn Quốc cũng tích cực tìm kiếm thêm các cơ hội hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng với Việt Nam. Các tập đoàn lớn như SK, GS và Doosan đã quyết định tăng cường hợp tác với các công ty Việt Nam trong các lĩnh vực như trung hòa carbon, điện và xây dựng cơ sở hạ tầng. Cũng như nhiều cư dân mạng đã đánh giá, Việt Nam chúng ta đang ở trong giai đoạn khá rực rỡ của ngoại giao. Vậy còn bạn, bạn nghĩ gì về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng giữa Việt Nam và Hàn Quốc? Liệu có gì thay đổi trong tương lai hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận để tụi mình được biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.